Chào quý vị khán giả của kênh 4 mùa ẩm thực nha. Hôm nay mình đi với con mình sẽ đi vào outlet thì cũng hơi xa nhà đó quý vị. Hồi nãy mình chạy khoảng bao lâu vậy? Hồi nãy mình, chạy khoảng gần tiếng rưỡi. Gần một tiếng rưỡi thì hai cha con mình sẽ đi vào cái outlet ở đây thì đi vòng vòng chơi rồi sẵn quay cho quý vị xem một số hình ảnh ở đây. Rồi nếu mà coi mua được cái gì thì mua nha. Outlet này là Outlet Ontario Mill ở Ontario. Nó nằm ở trên đường Milliken Avenue. Đây thuộc thành phố gì? Thành phố Ontario. Mình mời quý vị khán giả nha. Ở trong đây là nguyên cái thương hiệu gì? JU DILO. Uniqlo. Nó lớn như vậy đó hả? Mình thấy để sale cũng rất là nhiều luôn đó quý vị. Cái này đồ nữ không nha? Thì ở đây là sale. Sale còn 39 đồng 90. Con tìm mấy cái đồ gì? Đồ mấy đồ trong này thì kiểu kiếm mấy đồ đi làm, có thể đồ cho bác đi, mấy đồ mặc đi học rồi. Mặc mấy đồ mặc thường ngày. Đây là nguyên cái shop của Uniqlo đó các bạn. Rất là lớn đúng không? Chỗ này đồ nữ không hả con? Đồ nữ, đồ nam bên kia. Nhưng mà đây này đâu có sale phải không? Không, mấy này không có sale. Thấy những cái quần nữ đó đâu quý vị. Dạ, nó không có sale nhưng mà nó cũng là kiểu rẻ hơn giá ở cái Uniqlo rồi đi ở Soco. Ví dụ mấy cái quần mình đi làm ở Soco nó bán khoảng tầm 60-70 thì ở đây nó ra giá rẻ hơn ở kiểu khác. Lý do nó đang sale quá hả? Tại nó bán mấy kiểu khác. Mấy cái kiểu khác một chút để cái giá nó mềm hơn. Như những cái quần này ở đây thì 49 đồng 90 các bạn. Cái giá này không có sale ha. Vô đây là tha hồ lựa chọn hàng hóa đồ hiệu không nha quý vị. Những cái này sale nè, những cái mình thấy như là những cái đầm đồ của nữ ha. 29 đồng 90. Ở đây cũng có giày đó quý vị. Như đôi này là 49 đồng 90 ha. Cái chỗ này là những cái đồ túi xách á. Đủ kiểu luôn các bạn. Cái này mua bự để ba đựng mấy cái đồ ba đi quay được nè. Cái này giá bao nhiêu? Cái này giá bao nhiêu? 19 đồng 90. Nếu mà mua thì cũng vừa thôi, không cần bự lắm đâu. Bự lắm đâu đó. Nhưng mà những cái này thì mình thấy là giống như đồ nữ quý vị. Những cái áo này như vậy mà là 159 đồng 90 đó quý vị. Ở đây mỗi một cái shop rất là lớn đó các bạn. Ở đây là của JU DILO ha. Rất là rộng luôn quý vị ơi. Ở đây là có khắc cái hình vô những cái miếng thủy tinh đó các bạn, pha lê khá đẹp. Đây cái shop bán đồ cos nè các bạn, rất là lớn luôn, trong đây rất đẹp. Cos thì nổi tiếng với những cái hiệu giỏ sách được đó quý vị. Đây, 179 đồng. Túi sách và bóp. Those prices are already discounted. So all the item right here is going to be $149. Yes. Some of it is $139. $139. So just on the tag right here, and 60% off discount. $149 before tax. Okay. Nó hết màu đó rồi, nó hết màu khác. 159 nè. Nào có đàn ông, nào có nữ vậy không? Thì nữ. Ở đây có những cái bóp bò túi các bạn, nhỏ nhỏ ha, 39 đồng. Ở đây những cái túi sách này thì giảm 70% luôn các bạn. Đây bao nhiêu? Cái này không có giảm. Cái này 550, không có giảm. Đây không có để giá rồi, chắc là giá cao lắm. Đây ở đây người ta làm nguyên cái tiểu cảnh để khách có thể đến chụp hình rồi đó quý vị. Cây Noel nào ha, chuẩn bị cho Noel tới luôn. Ở đây cũng có bán bánh trái đồ nè quý vị. Ở đây là cái thương hiệu Michael Kors nha quý vị. Đây rất là nhiều những cái thương hiệu luôn. Bây giờ mình sẽ đi vào đây hả. Rất là lớn luôn. Những cái này mình thấy đây là giảm tới 80% luôn quý vị. Quá 79 này dễ dàng, nhỏ nhỏ gì được rồi. Cái kia mẹ có một cái. Anh chỉ có là cái con trò hả, nó nặng ì luôn. Cái con trò lúc trước 200 mấy luôn ha. Cái này cũng nặng vậy. Đàm sách 79 đồng. 79 đồng nè. Cái này mình đựng được mắt kiến, điện thoại. Đây thương hiệu cá sấu cho quý vị, L'Occitane. Thấy mình cũng lấy 50% off rồi, cũng nhiều lắm nè. Ở đây là thương hiệu K-Space thưa quý vị. Trong đây mình thấy giỏ sách đồ cũng nhiều nè. Cái đây như giảm 70% luôn rồi. Ừ, giảm 70%. Mấy cái này mấy cái đồ hiệu tầm trung. Mấy cái đồ hiệu đó. 59 đồng rồi, bắt kiến á. Hiệu K-Space. Đây là hình nguyên chiếc xe hơi luôn. Mở ra đây, mở làm sao? Mở cái trần. Mở cái trần ra. Ở phía trước có mở không? Đầu phía trước không mở. Vui quá ha. Mua cái này lại về là bắt đi nó dầm nữa. Cái này để đựng gì con? Không, cái này là chỉ để treo trên cái vỏ. Cho nó đẹp thôi. Thương quá nè. Noel này bán có mấy chú lính chì bằng cổ. Giá là bao nhiêu? Giá 149 đồng. 140 hả? 179 giảm 25%. Ở đây giá là để là giảm 70% đó quý vị. Nhưng mà thì trong cái bảng giá thì người ta để ở đây là có nghĩa là cái giá này giá đã giảm rồi nha quý vị. Đúng rồi. Cái này cũng dễ thương. Này cũng giảm 70% nè. Giảm rồi còn nhiêu vô. Nó không để giá ngoài để cho người ta dễ. Mắc công ta phải tính mệt. Ôi Dung, như nay là mình đi mua giỏ sách hả? Hôm nay đi giỏ sách hả? Thấy toàn là do mấy cái thương hiệu túi sách đâu không à? Thấy đầu hiệu không quý vị, mình thấy cũng giảm 50% rồi á. Nhưng mà thấy giá cũng khá là cao luôn. Còn ở đây là cái thương hiệu Tory Burch. Cũng là dài dép, túi sách đồ nhiều quý vị. Mấy cái đồ này trẻ em nè, hiệu lơ cóp luôn. À, đây cũng để là giảm 50%. Nhiêu? 50% là giảm 65 còn. Ủa là giảm rồi hả? 35. Chứa này chưa giảm. Giá là giá chưa giảm hả? Ủa sao có cái để giảm rồi, có cái để chưa giảm? Cái đó còn không biết, tùy tiệm mà. Tùy tiệm nó để giá của người ta. 35 giảm, cái áo vậy còn 35. Ngoài này cá sấu này còn nhỏ quá. Ta nhìn tao không có biết mà áo cá sấu cho nên phải mua cái áo này nè. Cá sấu một bầy luôn. Cái áo cá sấu nè, giảm rồi mà còn 22 đồng nè, tại giá nguyên của nó là 65 đồng nè. Thì rồi em bé chắc là đồ trẻ em nha. Giảm rồi là còn 22 đồng. Size 3-4 tuổi rồi. Ừ, chừng 3 tuổi rồi. Dung muốn mua cá sấu bự, để có cá sấu bự quá bự luôn nè. Dài này là dài hiệu L'Occitane luôn nè. À, 50 đôi mà phải mua 2 đôi mới được. À, phải mua 2 đôi thì là được là được. Giá là 50 đôi ha. Mua còn đôi cũng nếu mua 1 đôi là nhiêu? Cũng tính 100. 1 đôi cũng là 100 luôn. Thường đồ là có tệ là đánh gôn, đồ đánh tennis. Đồ thể thao ha. Đồ tennis, váy tennis nè. Dễ thương. Hai chiều con nha, tặng quà sinh nhật cho mẹ. Mẹ lấy cái này nhỏ nhỏ xinh xinh được rồi. Cũng có rất là nhiều tiệm ở đây cũng đã bắt đầu, một vài tiệm đã bắt đầu có chương trình khuyến mãi cho Black Friday rồi, nhưng mà mình không có đi hết được. Tao thấy trong này nó rộng lớn ghê luôn, rất là nhiều shop và nhiều cái thương hiệu. Nhiều không? Đi cũng mỏi chân đó quý vị. Nhưng mà mình chỉ mới đi chắc khoảng tầm không tới phân nửa thôi. Thì còn cái hướng cái vòng khung bên kia nữa chưa đi tới nữa. Trên đường mình về thì mình tới ngay cái góc đường State College Boulevard và đường Chapman Avenue. ở đây thuộc thành phố Fullerton, California. Trong cái shopping center này thì có Noodle ST, một cái tiệm mì của người Đài Loan đó các bạn. Thì mình sẽ ghé vào đây ăn mì buổi chiều tối ha, để về nhà khỏi nấu cơm quý vị. Và nhìn vào mình thấy tiệm mì cũng khá là đông khách hiện giờ. Thì mình mời các bạn cùng vào tiệm mì. Tiệm mì này thì của Đài Loan quý vị. Hiện giờ khách đang đứng đông, ngồi ở ngoài rồi ngồi ở trong, rồi khách cũng đang get line luôn quý vị, chờ ha. Đây không gian trong tiệm mì nè quý vị, đang gọt mì ha. Ở đây mì tự kéo các bạn, nhưng mà người ta kéo cũng còn to lắm ha, xong rồi bỏ vô trụng liền luôn. Người ta bán tới đâu người ta làm tới đó ha, cho nên cọng mì cũng mới tươi luôn. Và ở đây là người ta chiên những cái bánh này để người ta cuốn với rau với thịt nè. Ở trong kia là đang cuốn thịt kìa. Rất là nhiều rau các bạn, hành, ngò. Rồi được cắt ra. Một cái vậy cắt làm 4 khúc. Cái này là cucumber salad. Lại dưa leo họ tẩm nước tương với lại gia vị với nước tương có giấm nữa với đường nữa hay sao? Đâu có cay không? Không có cay, bởi vì nó thích vì xào tôm. Mỗi lần lại ăn món khác nhau để cho biết. Cái mì này chắc mì ta sắc lại là. À mì sắc. Cái này có cay không? Không, không có cay. Cái này con gọi giá bao nhiêu rồi? 16 đồng mấy, gần 17. Trong này chỉ có tôm, cái rau gì? Cái này là cải keo. Ớt chuông, cà rốt. Mì bò đặc biệt không cay. Thì đó đi, tô này tô gì? Tô này mì bò đặc biệt không cay. Tô này có giá là 15 đồng 50. Nè cái này nè, cái hình nè, dòng cái hình đó. Cái dòng miếng bò to quá à. Ừ. Nè, miếng bò nhìn to ghê không nè. Mì để tự cắt à. Mì mềm. Trời ơi, nhìn thực khách trong quán kìa, đông quá trời không? Đó. Do you mind if I take this? Yes. Cái này là bánh xèo nhân thịt bò. Bánh xèo Đài Loan. Cái này là cái phần mình gọi mì bò cay á. Mì ở đây thì người ta tự chế, tự gọt các bạn. Thấy thịt bò rất là nhiều. Mà cái màu là nhìn là biết cay á. Cái vị nó xông lên rất là thơm và nghe cái mùi, nghe cái vị cay. Bò rất là nhiều, cái tô rất là lớn luôn. Cái tô mì này là 16 đồng 50. Mì cái tô rất to các bạn, rồi những cái miếng thịt bò rất là nhiều, rồi có rau cải đó quý vị. Cái cục thịt bò rất to, được cắt vuông vuông ha. Mì bò cay. Cái cải này ở đây gọi là cải keo các bạn. Ở trong này cũng nhiều ha. Cái nước nó thơm và cũng là khá là cay luôn quý vị. Nước nó cay mà cái màu nó đỏ lòm lên luôn á. Trong này hình như cũng có hành nêm nữa các bạn. Đó, những cục thịt bò cũng là nhiều và được cắt dày quý vị. Cái cải keo này mình ăn cái phần lá không các bạn. Và mình thấy lá nó cũng giòn á. Mặc dù mình cảm giác nó rụt rụt nhưng mà mình ăn nó giòn. Mình thấy những miếng bò cắt rất to. Và Cái bò này mình thấy là cái phần chủ yếu là phần nạc nha quý vị, ăn nó cũng mềm. Cái phần này như là gọi là bánh xèo của Đài Loan các bạn, giống ha. Thì bánh xèo rồi bột ở ngoài rồi ta cuốn. Ở trong này cuốn rất là nhiều rau đó quý vị, rồi với thịt các bạn. Cái này người ta ốp các bạn, cũng vừa ăn ha. Rồi cái lớp cuốn ở ngoài ăn nó cũng giòn.